Bảo đảm an sinh xã hội, trong đó chú trọng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng đề ra của các kỳ đại hội và cụ thể hóa bằng các nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược. Thực hiện nghị quyết của Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động, triển khai cấp phát thẻ bảo hiểm y tế một cách kịp thời đến từng thôn bản, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn trong cả nước. Trạm Tấu là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, với trên 70% số dân là đồng bào dân tộc Hơ Mông sinh sống, có 11 xã đặc biệt khó khăn. Những năm qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc nơi đây được cấp ủy chính quyền chú trọng, nhất là việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, được Đảng và Nhà nước hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế. Rất nhiều năm qua, đây chính là phao cứu sinh cho bà con mỗi khi ốm đau vào bệnh viện hoặc những lúc bệnh trọng, hiểm nghèo. Vợ thì bị bệnh tâm thần, đó lâu mà ra ngoài Yên Bái, về mà chưa khỏi. Dù vẫn dùng thẻ bảo hiểm nhưng mà không có thẻ bảo hiểm thì không, vợ chồng không trả nổi lấy tiền đâu, hết nhiều tiền lắm. Có thẻ bảo hiểm thì rất là yên tâm, nhà nước hỗ trợ giảm phí cho bà con. Đồng bào dân tộc ở đây đều được nhà nước hỗ trợ cho thẻ bảo hiểm y tế. Có thẻ bảo hiểm y tế rất yên tâm khi đi khám chữa bệnh, không phải mất tiền viện phí đâu. Rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi. Nhiều năm qua, chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Nhờ thẻ bảo hiểm y tế mà hàng ngàn người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được chữa trị kịp thời, gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên, nhìn nhận vào thực tế cho thấy, hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn quốc đạt tỷ lệ khá cao, khoảng trên 90%, nhưng phần lớn là do nhà nước hỗ trợ 100%. Gia đình chị Trần Thị Hoa có 5 người. Hai vợ chồng mở cửa hàng tạp hóa để bán, thu nhập cũng khá. Mấy năm về trước, sức khỏe của mọi người trong gia đình vẫn ổn định, nên chị Hoa chưa nghĩ đến việc tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền về lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế, cũng như trách nhiệm với cộng đồng xã hội, chị Hoa đã quyết định tham gia thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Năm ngoái cháu là ốm đau thì đi viện là hơn một tuần là được ra viện thì không có bảo hiểm thì là cháu mất chi trả là 1,2 triệu, nhưng có bảo hiểm thì cháu cũng không mất tiền, là vì bảo hiểm hỗ trợ cho hết. Tôi nghĩ là người dân thì chúng ta nên tham gia cái bảo hiểm y tế, nó tốt cho mọi gia đình, là ốm đau là đỡ được tiền bệnh viện, đỡ được tiền đấy, ví dụ như cháu là hơn 1 triệu nhưng mà cuối cùng là không mất đồng nào. Bà Đào Thị Mơ, nghề nghiệp chính là buôn bán gạo và một số đặc sản đặc trưng vùng miền. Nhiều năm qua, sức khỏe của cả gia đình khá ổn định, nhưng qua tìm hiểu tuyên truyền trên các trang thông tin bảo hiểm, pano áp phích, tờ rơi, tờ gấp về quyền lợi khi tham gia thẻ bảo hiểm y tế, thì bà đã ý thức được trách nhiệm sẻ chia của mình với xã hội. Mặc dù công việc buôn bán của gia đình cũng có những lúc gặp nhiều khó khăn, nhất là đợt dịch bệnh COVID-19, nhưng gia đình bà Mơ vẫn kiên trì tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện để phòng lúc tuổi già bệnh trọng đến bất chợt. Trong gia đình nhà tôi là cũng có rất nhiều anh em ở xung quanh đây là cũng vẫn không có công an việc làm nhà nước đấy, làm ngoài đây là cũng đều tham gia bảo hiểm hết. Mà hai là những người mà vừa mới đi, nhất là thanh niên mà bây giờ vừa học lớp 12 mà vừa đi làm thì mọi người cái đây cũng là tham gia, gia đình nhà tôi là vận động là tham gia hết. Mặc dù là bây giờ sức khỏe của mình đang bình thường, cũng không biết là một ngày nào đấy thì bệnh tật của mình như nào, nên là chúng tôi cũng cố gắng để bớt gọi là tiền ăn tiền tiêu ra để mua bảo hiểm y tế, để những lúc mà có ốm đau như nào đấy thì mình cũng còn gọi là đỡ vất vả. Có thể nói, trong điều kiện nước ta hiện nay, khi tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số vẫn còn khá cao, thì phát triển bảo hiểm y tế là lưới an sinh xã hội rất quan trọng, giúp đồng bào dân tộc giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống. Theo chúng tôi nghĩ là những gia đình mà chẳng may mà gặp những bệnh hiểm nghèo này, bệnh trọng này mà không mua bảo hiểm y tế thì lúc mà bị bệnh như thế là vào trong bệnh viện là rất là gặp nhiều khó khăn, bởi vì là cái số tiền nó lên rất là lớn thì lúc ấy là cũng không biết làm nào được, rõ khó khăn. Theo chúng tôi nghĩ là tất cả người dân chúng ta cố gắng mua bảo hiểm y tế để mà phòng những lúc ốm đau này, thì là nhà nước cũng là mọi người đều chung tay vào để hỗ trợ thì là gia đình đến lúc ấy là đỡ gặp khó khăn hơn. Theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, bảo hiểm y tế được quản lý theo hai hình thức. Bảo hiểm y tế bắt buộc áp dụng với người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Và bảo hiểm y tế áp dụng với thành viên hộ gia đình không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Ngày 12 tháng 3 năm 2015, tại công văn số 777 hướng dẫn thu bảo hiểm y tế có nêu,
từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện bắt buộc phải tham gia theo hộ gia đình, chứ không được tham gia một cách đơn lẻ như trước đó. Việc này đã thúc đẩy tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được hưởng quyền lợi, chế độ an sinh của nhà nước. Tuy nhiên, với huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Trạm Tấu thì đây là bài toán nan giải. Do đặc điểm là huyện vùng cao, đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số chỉ trông chờ vào nông lâm nghiệp. Số người này theo quy định đã được nhà nước hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế. Số còn lại tuy không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng cũng là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nên để tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình là điều không hề dễ dàng. Đối với huyện Trạm Tấu là đơn vị huyện rất khó khăn, đi lại khó khăn, chủ yếu là người dân tộc trên 90%. Nên lực lượng tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương đến thời điểm này là 99,5%, có hơn 100 hộ. Hiện tại là 103 hộ đang tham gia tự nguyện, còn mấy chục hộ là lao động tự do, gặp rất khó khăn trong vấn đề kinh phí, mức thu nhập còn thấp, ruộng lương không có, về sách vữa làm thuê hàng ngày, nên cuộc sống không đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Huyện Trạm Tấu còn khoảng gần 60 người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một tỷ lệ rất nhỏ, có thể phấn đấu đạt được trong thời gian ngắn đối với một số tỉnh đồng bằng phát triển. Song đối với huyện vùng cao lại rất khó khăn. Nhưng với mục tiêu từng bước nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, chung tay tiến tới thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực vào cuộc để tuyên truyền vận động người dân. Theo chuẩn nghèo đã quy định, tính đến hết năm 2020, huyện Trạm Tấu có gần 2.500 hộ là hộ nghèo, chiếm 36,13% dân số toàn huyện. Số còn lại tuy không phải hộ nghèo nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn. Để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cho cả gia đình là điều không dễ dàng. Hơn nữa, người dân thường có tâm lý đến khi ốm mới bắt đầu tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Chị Phạm Thị Bảy làm nghề thợ may, chồng là thợ mộc. Thu nhập của hai vợ chồng cũng tạm ổn, nhất là những năm qua trong gia đình chị chưa có ai ốm đau bệnh trọng, nên chị có tâm lý chưa vội vàng tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Đợt Covid vừa rồi ấy, thì là cả hai vợ chồng tôi là phải nghỉ việc, đóng cửa. Không có người đến đặt hàng thì chúng tôi cũng không có việc làm, cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Nên là cái việc là tham gia cái bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy, khó khăn. Được sự tuyên truyền của các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chị Bảy đã thay đổi suy nghĩ chủ quan này. Tới đây thì tôi cũng sẽ cố gắng để tham gia, vì là cái bảo hiểm y tế này thì nó cũng có lợi ích cho bản thân và gia đình. Những lúc mà tuổi cao lên rồi thì mình ốm đau thì có cái bảo hiểm ấy thì nó cũng đỡ một phần cho mình. Hiện nay thì cái số mà chưa tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện thì chiếm tỷ lệ ít. Chúng tôi thì xác định là sẽ cố gắng huy động tối đa cái lực lượng đấy để cùng đóng tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là Đảng nhà nước cũng sẽ có những cái sự quan tâm nhất định, có một cái hỗ trợ một phần nào đó để cho đóng góp giúp đỡ các cái hộ đấy, để các cái đối tượng cũng như các hộ mà hiện nay chưa tham gia ấy, người ta có điều kiện hơn để tham gia bảo hiểm y tế. Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia xác định khi tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa cao, đó chính là cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Cùng với đó là tâm lý chủ quan, ốm đau vào bệnh viện mới bắt đầu tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế chưa linh hoạt khiến người dân chưa thực sự yên tâm. Chất lượng y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là tại các tỉnh địa phương miền núi. Lao động tự do là được rất gặp nhiều khó khăn về trong vấn đề lĩnh vực về kinh tế, nên người ta cũng không đảm bảo trang trải cuộc sống, nên cũng phải đề nghị nhà nước hỗ trợ để giúp người ta tạo ổn về kinh tế sau này. Bảo hiểm xã hội huyện sẽ đề xuất với ủy ban huyện và ủy ban tỉnh và chính phủ là tăng cường cái nguồn thu nhập hỗ trợ cho cái người tham gia tự nguyện thêm một phần kinh phí để người ta tạo điều kiện cho người ta để có tham gia được. Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa 13 đã ban hành Nghị quyết 68 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân với các mục tiêu cụ thể về phát triển đối tượng tham gia thẻ bảo hiểm y tế, hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương, hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Qua đó đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại khu vực này, đặc biệt đã giúp vượt chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020.
Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng ban hành quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đã khiến số người được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định 146/2018 của Chính phủ và Quyết định số 72/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã giảm với số lượng tương đối lớn. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 8 năm 2021, cả nước có 4 triệu người không còn được nhà nước tiếp tục hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, trong phiên thảo luận về chính sách phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các đại biểu đã dành sự quan tâm đến vấn đề này. Trong số những người không còn được nhà nước hỗ trợ về bảo hiểm y tế, có nhiều trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng để tự mua bảo hiểm y tế cho cá nhân và hộ gia đình. Đặc biệt, những trường hợp này chủ yếu là rơi vào người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành liên quan sớm ra soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình để kịp thời ban hành các chính sách phù hợp nhằm tiếp tục hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho những người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, không có khả năng tự mua bảo hiểm y tế, để giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng về tài chính của họ. Số đối tượng là người dân tộc thiểu số thôi không hưởng các chính sách áp dụng cho địa bàn đặc biệt khó khăn khoảng 2,3 triệu người, tương đương khoảng 620.000 hộ. Có một thực tế là đa số các tỉnh có xã, thôn từ vùng 3 chuyển về vùng 1 thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế có xu hướng giảm. Hiện nay thì do tác động của dịch COVID đã và đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với những người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, bệnh hiểm nghèo mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì người dân đã khó khăn lại càng thêm khó khăn chồng chất, ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội. Trường hợp không may xảy ra ốm đau, không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, nguy cơ tái nghèo sẽ rất cao. Tại các tỉnh miền núi, một bộ phận không nhỏ người dân chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, gia đình đông người. Khi cắt thẻ bảo hiểm y tế đột ngột, khả năng tài chính để mua thẻ một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện. Hơn nữa, khả năng tự tham gia chính sách bảo hiểm y tế cũng rất thấp. Trong khi đó, với giá viện phí như hiện nay, nếu một người ốm không có bảo hiểm y tế là cả gia đình có nguy cơ cao rơi vào bẫy nghèo. Trong thực tế hiện nay, tại các xã đã về đích nông thôn mới, đối tượng nghèo còn rất nhiều. Họ không thể tự bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế. Điều này sẽ tác động và ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân ở các tỉnh miền núi. Vì vậy, tôi đề nghị chính phủ xem xét và cho kéo dài thời gian thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đối tượng này đến hết năm 2021. Thời gian tới, khi xây dựng chính sách bảo hiểm y tế, nên quy định theo đối tượng hưởng và không nên quy định theo vùng, khu vực sẽ thiệt thòi cho những đối tượng nghèo. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 10% dân số, tương đương với 10 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế, thuộc nhóm tham gia theo hộ gia đình, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân và sinh viên. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế là 87,97 triệu người, tăng 2,23 triệu người, tương đương với 1,75% so với năm 2019, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 90,85% dân số, vượt 10,85% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 68. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 85,21 triệu người, giảm 0,53 triệu người so với năm 2019 và giảm 2,76 triệu người so với năm 2020, tương ứng với 3,1%. Mục tiêu Nghị quyết 20 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nền kinh tế cũng như đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thì để đạt được mục tiêu đề ra trong những năm sắp tới, bên cạnh sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, thì một khía cạnh không kém phần quan trọng, đó chính là sự ý thức về trách nhiệm sẻ chia đối với cộng đồng xã hội của người dân cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong cả suy nghĩ và chung tay hành động, thì mới đạt được mục tiêu đã đề ra.